đi mời đám cưới, người phụ nữ bị giết, cướp tài sản. Trên đường đi mời đám cưới, người phụ nữ ở miền Tây bị gã đàn ông giết, cướp tài sản, giấu xác trong bụi cây. Tối ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự Trương Văn Đấu, 38 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều ngày 29 tháng 4, bà NHQ, 45 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, trên đường đi mời đám cưới thì gặp, trò chuyện với nghi can Đấu. Lúc này, Đấu phát hiện bà Quy có đeo nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định giết nạn nhân, cướp tài sản. Lúc bà Quy đi ngang đoạn đường vắng, nghi can Đấu xông tới xiết cổ nạn nhân cho đến tử vong. Sau đó, gã mang thi thể bà Quy giấu vào trong bụi sậy bên đường. Đấu lấy trang sức của nạn nhân rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Đấu là nghi can sát hại nạn nhân nên tạm giữ hình sự.